Hello anh em, tôi là Bia Năm Cao Bằng Cốc. Các ông đang xem video phần số 2 nằm trong series Cày MU Online cùng Bia Năm Cao Bằng Cốc. Và tất nhiên đó là từ A đến Z. Ở phần số 1 thì tôi có cày từ level 1 đến level 400. Và tôi đã làm nhiệm vụ Master luôn. Tức là bây giờ tôi sẽ cày là cày Master. Thì ở phần 1 tôi có đưa ra cái tiêu đề ban đầu là phần thi khởi động, là gọi là cái phần khởi động. Thì thực ra thì từ level 1 cho đến level 400 thì nó quá là nhàn rồi. Nó không có gì để nói cả. Thì ở phần số 2 này thì tôi cũng định làm từ đầu cho đến cuối đấy. Nhưng mà tôi cũng định làm từ giai đoạn đầu cho đến thời điểm hiện tại ấy. Nhưng mà khổ nỗi cái là đêm qua tôi đi uống rượu. Thế là nó phê pha. Và đến sáng nay thì tôi đi làm. Đó, đầu năm mà đơn à, đầu không phải đơn không phải đơn mà đây là buổi đi làm đầu năm của 2023. Nên là mình cũng phải ra vẻ đi làm một chút. Đó. Thì thành ra là tôi cũng chẹp miệng tôi cũng AFK. Tôi AFK ở Ubai, sau đó là ở lên tôi AFK ở Ubai lên đến 500, sau đó tôi AFK ở Na lên đến 700 và sau đó tôi chuyển qua map OLD. Và đến thời điểm hiện tại của nó đang là 789. Tức là gì? Tức là bây giờ đang là 28 ngày 21 giờ, 21 giờ 59 phút. Cứ gọi là 22 giờ thì tức là tôi online đi 24 tiếng cộng với 2 tiếng nữa, bởi vì bây giờ đang là 21 mà. 21 thì là 21 59 phút thì tức là 22 đi đúng không? 22 vậy là 2 tiếng, vậy là tôi on được 26 tiếng tôi lên được đến level 789. Thật sự là tôi đến bây giờ tôi về tôi ngồi máy nhà tôi thì tôi mới giật mình, tôi bảo thế đéo là sao lên nhanh thế nhỉ? Mẹ bây giờ cái bảo là ở cái phần này ví dụ như phần này là phần số 3 là phần tăng tốc. Thì tăng tốc thì đẩy nhanh tiến độ thì còn nhanh còn nghe được. Bởi vì tôi đang dự kiến tôi đang theo cái mô típ của đường đi Colombia ấy, đó là gì? Phần đầu tiên là phần khởi động. Phần thứ hai là phần vượt chướng ngại vật. Thì tôi đang định cho cái này là phần vượt chướng ngại vật. Phần thứ ba là tăng tốc. Đó, phần thứ tư là lần nhẩn về đích. Nhưng mà khổ nỗi mẹ bây giờ tự nhiên mẹ vượt chướng ngại vật bây giờ vọt phát từ level 400 đến level 300 700 từ đến level 739. Là chết tôi rồi. Nhanh quá thể đáng này chết rồi. Hay nha, tôi cũng giật mình. Nói chung là không sao. Thì chắc là không sao, anh em cũng hiểu cái giai đoạn. Thực ra cái đoạn cày liver thì giai đoạn cày liver tôi thực ra tôi cũng nói rất nhiều rồi chứ không phải là không. Với cái team hiện tại của tôi ấy, đó là một con MG, một con EMG, một con DK, một con Darkwing, một con EE và một con Sum. Cái con Sum này của tôi thì đây cậu nhìn con Sum nha. Cậu nhìn con Sum nha. Thì con Sum này tôi đã không có sách. Đây nó đây. Tôi đã không có sách. Tôi đang cầm cái cầm cái rìu nhẹ thì nó lại không bút cho cái alo đang bận tí, vừa về đi làm về rồi, bây giờ nhưng mà bây giờ đang làm video nha, tầm một độ tiếng nữa gọi lại nha, tiếng hơn tiếng nữa nha, hoặc là tao chủ động tao nhắn tin nha. Ok thì tôi cái này cũng hết nha. Ý trời. Thì tôi lúc đầu tôi lúc đầu tôi bảo là tôi nghĩ là nó bị lỗi cái gì đấy. Đến khi mà bảo tôi xem cái con Zoom kia của tôi bên kia, tôi bảo hình như cái này nó phải dùng sách chứ không thể là dùng cầm kit hay là cái gì khác được. Có nghĩa là nếu như mà ông cầm kit các thứ thì nó giảm sát thương, là cái boost giảm sát thương và giảm phòng thủ là nó không hoạt động. Đấy, thành ra tôi đi mua một đống skin các thứ thì nó hóa ra là tôi gà. Tức là Zoom là sẽ, nếu như mà ông xác định ông đi chơi Zoom thì ông đi cho Zoom theo hướng phép thuật ấy, thì ông chỉ có thể là dùng gậy thôi. Một gậy thôi chứ ông không thể là dùng thêm cả cái nếu như ông dùng cái kit này thì ông sẽ không thể thả bút được, cho nên là ông phải bắt buộc ông phải dùng thêm sách. Mà dùng thêm sách thì ông chỉ có thể lấy dòng thôi, tức là như hôm qua tôi nói là sẽ dùng
dùng dùng dùng hai gậy con MG ấy thì sẽ được tính thành hai đam, sẽ được tính thành hai dòng ấy, sẽ được tính thành hai dòng hoặc bốn dòng ấy đấy, kiểu kiểu như vậy đấy. Thì ở cái video thôi thì nó tăng tốc, nó vượt chướng ngại vật nhanh quá thì thôi thì cũng gọi là cũng có. Ơ thì đi sao cái chuyện đấy con phải nói với bố vậy? Thì nó nhanh quá thì thôi thì cũng chấp nhận đi. Thì cái giai đoạn cái liver này thì chúng ta thì tôi sẽ, mặc dù tôi nói rồi nhưng mà ok thôi, thì bởi vì là từ A đến Z mà, cho nên là tôi sẽ nói rõ cụ thể cũng từ A đến Z luôn. Bây giờ tôi sẽ dẫn đi từng cái một. Những cái này sẽ là những cái để quay này. Mình sẽ hạn chế mình ấy ra. Đây là viên Mithi đây. Thì cái viên này nó sẽ quay lên những cái. Nó sẽ quay lên những viên linh thạch như thế này, dùng một B và một viên Mithi hoàn chỉnh để quay ra viên linh thạch như này. Cái này chúng ta đeo gấu lên, chúng ta sẽ cho yết nâu, lấy nhiều yết thì nó biến thành gấu. Đấy, còn nâu thì nó sẽ không biến thành gấu. Thì bình thường khi mà mình chuột phải lên, nó đeo lên phát thì mình không phải lia chuột nữa, mình ấn ESC luôn để nó tắt đi luôn cái đấy. Nó mặc định nó sẽ tắt. Nó sẽ không biến thành gấu nữa. Ôi. Nó sẽ không biến thành gấu nữa. Sau này lắc lắc thôi nhỉ. Tức là full RAM mà. À. Có vấn đề gì? Quá bình thường. Mình chỉ đang tiếc một cái duy nhất, đó là gì? Đó là hiện tại bây giờ mình không thể mở rộng được hòm đồ. Mình không thể mở rộng được hòm đồ ra. Bây giờ muốn mở rộng hòm đồ ra thì một là mình phải mua mở rộng hòm đồ bằng Rapnicoi, lấy hết 200 Rapnicoi. Hai là mình mua bằng GP. Mua bằng GP thì hết 400 GP. Đâu rồi? Đây, hết 400 GP luôn. Cho nên là khá là tốn kém. Thôi, rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng là cái team này của mình đang ở level 400 nha. Nếu như level 400 thì chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là lên trên Acheron. Những lựa chọn khác cũng có, những map khác cũng có, nhưng mà ok và tuyệt hảo nhất đó vẫn là Acheron rồi. Chúng ta lên Acheron và chúng ta lên map Ubai. Đó, và chúng ta tìm tất cả các spot chúng ta đánh. Những support là chống người thì chúng ta đánh thôi. Đấy, bây giờ nó rất là khỏe. Một, hai đam khi nó chết rồi. Chưa có boost luôn. Đấy, hai đam là chết rồi. Đấy, mình lấy ví dụ support này đúng không? Hoặc không thì các bạn đây, các bạn nhìn chuột nha. Mình đi ra đây một chút. Không cần phải cái ghét người ta làm cái gì cả. Chúng ta hãy như cái bài viết của một bạn Sokata hay cái gì đấy. Hãy sống chậm một chút. Không nhất định là phải KS, bởi vì server có rất nhiều, support cũng có rất nhiều. Chúng ta không nhất định là phải KS làm cái gì cả, đúng không? Cái chuyện thì KS chỉ không đừng được khi mà tất cả các server đã hết support rồi. Đúng không? Đấy, ví dụ mình đi có quá vài bước chân đây là mình sẽ có support này đúng không? Đó. Thì mình định nói cái gì ta? Mình quên bốt mất rồi. Mình định nói cái gì ta? Ôi, quên rồi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ lại bắt đầu loại hát. Rồi chứ. Đúng, bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề cộng điểm. Thì con MG này mình sẽ cộng điểm như sau. Chúng ta ấn bảng Master lên. Chúng ta sẽ, hiện tại bây giờ nó đang là 789 liver. Bởi vì đợt tới mình sẽ quay con Dino, là con gì ta? Con đấy là con gì ta? Nó tiếng Việt nó gọi là gì ta? Con phượng không phải. Con quái điểu. Nó cần con, mình sẽ đeo con quái điểu thì mình muốn tăng sức chống chịu của nó, tăng cái độ bền của nó lên thì mình sẽ cộng vào những cái này. Là cái này là 10 điểm về giảm độ bền của quần áo, giảm độ bền, à đâu không phải, giảm nói chung là các ông ấn V đấy, cậu ấn V đúng không, thì cái này là cái độ bền của nó ấy, là hiện tại bây giờ dòng thứ 1, 2, 3, 4, dòng thứ 4 ấy, cái gì
durability, durability thì nó là 84/91 đúng không? Thì ở đây chúng nó sẽ giảm độ bền 100%. Tức là ví dụ như bây giờ một con quái nó công đánh các ông hết, một con quái đập ông phát ông hết 2 độ bền thì bây giờ ông chỉ hết 1 độ bền thôi. Đấy là 100% giảm xuống 100%, tức là giảm từ 2 xuống còn 1 đấy, kiểu như vậy. Tôi hiểu như vậy chả biết đúng hay sai. Thế này tôi cũng 10. Còn cái này cái là cái quan trọng nhất là cái dòng số 3 này. Là nó giảm cho đầy, nó dùng cho Satan này, Anger này, Dino này, Penis. Penis là con sói à đúng không ta? Penis hình như là con sói thì phải. Đấy giảm đến 90%. Đó thì mình thấy khá là ổn, bởi vì tôi hiện tại con bia 5k một cốc kia tôi vẫn đeo con Dino. Và con Dino nó tự giảm khoảng độ 3 ngày, 2 ngày rưỡi 3 ngày thì nó mới chết. Đó. Rồi, đây là cột đây là ở chúng ta xem theo dõi bảng A, bảng A. Bảng A cột 1 thì mình tăng 3 cái 10 10 20. Đấy, chúng ta đến bảng cũng không nhìn bảng. Tôi thấy là các ông xem cái này đi. Xong rồi tôi chỉ cho. Cái này tôi tăng sai mất 10, tôi tăng sai mất 3 điểm. Thì cái này tôi cho là cái này tôi sẽ không tăng. Cái này là hồi mana này, hồi mana tự động, tức là gì? Khi mà các bạn đánh sẽ mất mana đó. Thì theo thời gian nó sẽ tự động, ví dụ tầm 3 giây nó sẽ hồi động, nó sẽ hồi lại. Đó. Cái này là hồi máu cũng tương tự như bên trên. Cái này là hồi AG cũng tương tự như ba cái này. Thì cái hồi AG là cực kỳ quan trọng luôn. Đối với những ông mà không có gậy rút ý, à không có gậy socket mà không, cái gậy socket của ông không có viên hồi AG ấy, là dòng thứ 3 từ dưới lên, dòng thứ 3 từ dưới lên, bên trên cái dòng bonus socket open ấy. Đó, thì nó là AG cost cái gì đấy 40%, cộng bùm là 40%. Đó thì chúng ta sẽ phải tăng, lấy như là không có hai cái dòng, không có cái dòng đấy, chúng ta sẽ phải tăng 20 điểm ở đây. 20 điểm cũng chưa chắc nó đủ luôn cơ. Đấy, chúng ta lại phải hồi, chúng ta phải tăng vào đây mắc AG luôn nữa. Đó, nhưng mà rất tiếc là mình có cái hồi AG này thì nó gần như là AG không hết. Ở bảng bên đây là bảng tăng phòng thủ của element, tăng phòng thủ của element. Thì cái này nếu như chúng ta tăng này chúng ta sẽ được khá khá điểm phòng thủ. Nhưng hiện tại mình chưa tăng. Mình đây là 789 thì mình sẽ tăng 10 điểm ở đây. Cái này chút nữa mình sẽ nói, cái này chút mình sẽ nói, đây là tỷ lệ chính xác tuyệt đối. Còn 10 điểm chút nữa mình sẽ tăng vào đây 10 điểm nữa. Đó, ở đây là tăng phòng thủ element là ở bảng C ấy, ở bảng C ấy, chúng ta cho ta đây một tí. Đấy, cho ta đây một tí. Đấy. Ở bảng C chúng ta chuyển sang tab element này này. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta tăng vào đây thì tăng cái phòng thủ ấy lên, thì ví dụ như bây giờ nếu như chúng ta cộng vào đây 1 điểm thì nó sẽ tăng lên, cộng nó sẽ tăng lên 3 điểm. Nó sẽ tăng vào 3 điểm là cái này. Cái đẹp phần này này, mình chả biết có đúng hay không. Nói chung câu nghe lời thằng bia 5k một cốc này thì làm nhọc lắm. Nó đéo biết gì về game nhưng mà nó cứ thích chém gió. Thì ở đây là cái cái phòng thủ của toàn bộ giáp. Có nghĩa là khi các ông mặc bộ giáp hoàn chỉnh ý, mặc bộ quần áo hoàn chỉnh ý, đủ món thì nó sẽ hỗ trợ tăng thêm. Cái này cũng vậy. Cái này nhìn đéo phải. Cái này là giống như kiểu dòng 10%, dòng 10% của quần áo ấy. Còn cái này mới là cái cho full set này. Khi mà các ông mặc full set thì nó sẽ hỗ trợ cộng thêm bằng đấy chút điểm cho các ông. Còn cái này là tăng mana này. Thì đúng rồi, tăng máu này, tăng agi này, tăng sức mạnh này. Đó, 10 điểm, mình giã 10 điểm thôi. Còn cái này là tăng 20, sang bảng B. Cái này mình tăng 20 điểm là tức là cái, theo mình hiểu, theo tôi hiểu ấy, là cái này là cái đòn đánh trúng đích tuyệt đối. Tức là theo tôi hiểu thì tức là cái tỷ lệ của các ông ra đòn đánh trực tiếp nó gần như là mỗi phát đánh nó đều trúng quái 100% luôn. Bởi vì theo các ông siêu giống của các ông biết là khi mà đánh quái nó cao hơn mình ý, thì nó có tỷ lệ mít đúng không? Cũng giống kiểu quái đánh mình nó cũng có tỷ lệ mít. Đó thì khi lấy như mình tăng cái này thì cái tỷ lệ mình đánh trúng quái nó sẽ nhiều hơn. Đó. Hai cái này 10-10 này thì nó cũng chỉ là cái dòng hỗ trợ để hỗ trợ cho tăng root thôi. Bởi vì cái skin root Harvest này này thì nó yêu cầu là bắt buộc phải có Blade hay Blast này là 10 điểm. Thì bây giờ muốn tăng cái này thì mình phải tăng, bắt buộc phải tăng cái Lightning này thôi. Thì mình tăng cái Lightning 10 điểm và tăng cái Blade Blast này 10 điểm. Đó, sau đó mình nhảy xuống đây là tăng
Vì sao mình tăng 11 điểm? Bởi vì tăng 11 điểm nó sẽ được max HP là 600. Nhưng mà nếu như tăng có 10 điểm thì HP của nó chỉ được có 580 mấy sao ấy. 580 mấy, 570 mấy ấy. Thì nó không tròn điểm. Mà theo cái chỉ số, cái nguyên tắc của MU thì nó là làm tròn số và tròn dưới, làm tròn xuống dưới chứ không phải tròn lên trên nha. Làm tròn số cho nên là mình lấy 600 điểm, 600 máu thì nó chả có gì để mà làm tròn nữa cả. Thế cái chỗ này mình cũng tăng vào max mana luôn. Đấy ví dụ 567 cả đấy, 567 thì bây giờ lấy như mình cộng 1 sẽ thành 600. Như này 567 thì tức là nó sẽ làm tròn thành 560. Đó, theo mình hiểu là như thế. Theo mình hiểu nguyên tắc vận hành của MU là như thế. Còn có biết đúng hay sai thì các bác tự kiểm chứng nha. Sau đó mình tăng cái boost element, cái boost elemental là mình chả biết đọc đúng là elemental hay không. Đó, thì mình tăng max luôn là 20 điểm thì nó sẽ, ở đây nó nói là cái gì, tỷ lệ dam của cái Harvest Spear kia nó là tăng lên đến 158. Mình xem thử thì lúc mình chưa tăng thì nó điểm nó bằng, thì dam nó bằng đấy, mà đến khi lúc mình tăng rồi thì dam nó cũng bằng đấy, thì cũng đéo hiểu ra sao cả. Cái còn cái này thì cứ tăng, mình đã biết là cái gì luôn, mình chỉ biết là tăng thì cứ tăng thôi. Nó là 10 điểm thì mình tăng 10 điểm thôi, còn cái này mình chả hiểu dịch nó là cái gì. Đó, ở đây là as 1 nova dam. Nếu như mà as 1 nova dam tức là gì, theo mình hiểu tức là nó sẽ là một đòn đánh của nó nhảy 2 dam chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ sau khi mình cộng cái này thì nó sẽ tăng thêm 1 dam nữa, tức là nó sẽ nhảy 3 dam. Nó giống như ở đúp dam ấy, thì bình thường mình đánh chỉ rơi ra có 1 dam thôi, nhưng mà cái dòng đúp dam, mình có cái dòng đúp dam là cái dòng này này. Là cái dòng đúp dam này thì nó nhảy 2 dam giống y hệt nhau liên tiếp. Nó sẽ nhảy 2 dam giống y hệt nhau liên tiếp, thì theo mình hiểu là thế. Thì bây giờ thay vì 1 dam nó sẽ nhảy thành 2 dam. Nó kiểu như vậy, thì không biết mình hiểu đúng hay không. Các bác nào hiểu đúng được, các bác nào pro tiếng Anh thì các bác có thể giải thích hộ mình chút nhá. Rồi xong bảng 2. Bảng 2 là coi như mình xong, bảng 2 là mình xong ấy. Bảng B là mình xong đấy. Đó, bắt đầu chúng ta sang bảng 3. Ở bảng, cái này thì tăng thêm 10 điểm thì chưa xong được. Ở bảng số 3 thì mình tăng cái nắm đấm này là cái attack, cái PVP. Cái PVP này tức là cái đánh nhau, khi công đánh nhau ấy với những người chơi với nhau ấy. PVP nó đánh nhau với người chơi với nhau, còn PVM nó đánh nhau với quái vật. Đó, thì mình cũng chỉ tăng 10 điểm để mình cộng xuống bên dưới thôi. Thì tất nhiên rồi, mình sẽ cộng vào cái chỉ số là gậy một tay rồi. Gậy một tay thì mình ở đây mình cộng, đây ở đây nó cũng ghi là ở đây mình cộng 15 điểm thì là cái wizardry cái gì đấy, là phép thuật được cộng thêm, sẽ là được cộng thêm 40 điểm cho vũ khí một tay. Đấy, sẽ cộng thêm 40 điểm. Chứ nếu như mình giờ mình tăng có 14 điểm thì nó là 39 điểm. Đấy, hoặc là tăng 10 điểm thì nó có 32 điểm. Tăng 10 điểm thì nó có 32 dam thì là mình tăng lên thành 40 dam. 32 dam nó giảm xuống còn có 30 dam đúng không? Đấy. 39 điểm giảm xuống nó còn có 35 điểm. Đấy, nó như thế, kiểu như vậy. Những cái này cũng là tăng attack speed lên 10 thì không làm gì cả đúng không? Cái này là tăng hồi máu khi mà giết quái nha. Nó giống kiểu là cái dòng HP trên 8 ở vũ khí ấy. Tức là gì? Tức là các ông sẽ đánh, khi các ông đánh chết quái vật thì nó sẽ lấy tổng HP đó chia cho 7,79. Nó giống kiểu là ở trong cái vũ khí là HP trên 8 thì nó lấy tổng HP nó sẽ chia cho 7, nó chia cho 8. Thì bây giờ HP của mình là 3769. Bây giờ mình tính 3769 mà chia cho 7,79 bằng, tức là mình giết một con quái thì nó sẽ hồi lên 483 máu. Công lưu ý giữa cái việc đó là hồi HP khi giết quái và hồi HP trên mỗi đòn đánh nó khác nhau nha. Hồi HP trên mỗi đòn đánh nó khác nhau. Và cái này thì chút xuống dưới đây. Đây nó là hồi HP trên mỗi đòn đánh đây. Đây là cái này. Và cái này nó có tỷ lệ 50% hồi HP trên mỗi đòn đánh của mỗi đòn đánh cho quái. Tức là gì? Tức là công đánh quái thì không có tỷ lệ một nửa là cậu sẽ hồi được 25 máu. Giống như là bây giờ con quái nó phải 100 máu đúng không? Nhưng mà ông đánh nó vào một cái, như ông phải đánh này nó đến tầm chục cái, thì trong chục cái đấy nó sẽ có năm lượt hồi máu và hồi với tốc độ là 25 máu cho các ông. Thì nếu như mà cũng đều cả hai ông solo với nhau thì
phòng thủ tất cả hai chỉ số đều giống y xì nhau và ông với quái vật đều y xì nhau thì ông là người thua. Bởi vì sao? Quái vật nó vả ông 100 máu. Trong người đấy ông vả ai đéo đâu? À đéo đâu? Đéo phải. Nhầm rồi. Cùng chỉ số như nhau mà quái vật nó không có hồi máu, nó không có hồi máu trên mỗi đòn đánh thì ông là người thắng. Đúng ta? Mình lấy ví dụ đúng nhỉ? Đúng rồi mà. Bởi vì 50% cho nên là cứ hai đòn đánh ông hồi được 25 máu. Cứ hai đòn đánh ông hồi được 25 máu thì tức là dần dần cái lượng máu của ông mất sẽ ít hơn so với nó. Ví dụ như ông đánh con quái vật là 100 máu, con quái vật đánh ông cũng 100 máu. Nhưng mà sau hai đòn đánh là ông đánh con quái vật hết 200 máu. Nhưng mà sau hai đòn đánh con quái vật nó đánh ông tổng cộng 200 máu nhưng mà hai đòn đánh ông hồi được 25 máu, tức là con quái vật nó chỉ đánh cho ông có 175 máu. Mà trong khi đó ông đánh nó 200 máu, tức là ông giết được nó trước. Rồi ok. Cái này là hồi máu sau khi giết quái vật. Đấy, mình tăng ở đây cũng 10 điểm. Tiếp theo là mình sẽ tăng, tất nhiên là mình đánh MG thì mình phải tăng vào cái phần tăng chỉ số phép thuật rồi. Mình ở đây mình cũng tăng 15 điểm để cho lên 40 điểm. Để cho nó lên là điểm min phép thuật, tức là sát thương nhỏ nhất của phép thuật, đó là cộng thêm 40 điểm. Và cái sát thương phép thuật lớn nhất của nó là 50 điểm và mình tăng đến 17 điểm. 17 điểm để cho nó tròn đến 50 điểm. Đấy, thì xuống dòng bên dưới. Thì sang ngang đó thì cái sang ngang đó thì cái này là cái critical dam, mình chờ dam chí mạng. Mẹ nói vậy cho nhanh, dam chí mạng. Dam chí mạng thì ở đây mình cũng tăng 11 điểm. 11 điểm. Nó lên 3,09 bởi vì tăng 10 điểm nó lên có mỗi 2,89 thì phải. Mình nhớ không nhầm nó là 2,89 thì phải. Đó, cho nên mình tăng lên 11 điểm. Thì cái ở bên dưới là excellent dam rate cũng là 11 điểm. Và cái đúp dam này mình cũng chỉ tăng có 19 điểm thôi. Đây, 19 điểm có là 4,09. Nhưng mà rất tiếc là mình nhỡ tay, mình tăng lên thành 20 điểm. Ừ thì tôi cũng chẹp miệng thì nó là thành 4,1%. Tự nhiên mình mất 0,08%. Đúng không ạ? Đấy. Thì mất phí 1 điểm thì 1 điểm đấy mình có thể cộng vào đây là lên được cái 25 đến 27 điểm. Rồi ok, chúng ta nói mình vừa mới giải thích ở cái là đòn đánh lên quái vật, đòn đánh hồi máu lên, mỗi đòn đánh sẽ có tỷ lệ 50% hồi máu. Đúng không ạ? Còn cái trái tim này thì khi chúng ta cộng vào thì nó sẽ có ví dụ là bạn sẽ có you have 1,02% ấy. 0,2% là con quái vật nó đập bạn thì bạn sẽ có 1,02% là tỷ lệ hồi 100% máu luôn. Có nghĩa là khi mà ông đang chuẩn bị chết, sắp chết, nó đánh con quái đánh ông sắp chết rồi, nhưng mà tự nhiên tự đánh nó cái phát đánh này của nó nằm ở trong 1% đấy, ông hồi đùng phát hồi lên phun máu luôn, xuống không? Tự nhiên tự đánh như thế, cái xuống bên dưới là cái SD tương tự cũng như vậy luôn. Ông đang đi đập nhau với một thằng khác đang đi CC chẳng hạn. Con mẹ nó, SD của mình hết mẹ rồi, chết rồi, SD tụt như tụt quần đấy kìa. Tự nhiên từ đánh đung phát, SD hồi đầy căng. Ôi sướng vãi cả nhọ ra, rồi đấy lại cứ thế đập thằng kia luôn. Đúng không ạ? Đấy thì nó là như thế. Thì ở tất cả các nhân vật khác. Thôi được rồi, ok, rồi làm cho chót. Thì bây giờ mình sẽ, bởi vì mình ở đây mình đang mở 4 tab, đang quay chẳng màn hình luôn, đang quay chẳng trực tiếp màn hình luôn. Cho nên là mình sẽ ấy con DK luôn. Thì con DK của mình thì hiện tại bây giờ mình đang ở DK SDK. SDK của mình thì đây bảng A mình sẽ cộng vào đây 20 điểm. À cộng vào đây 10 điểm là xong rồi. Bảng A cái này thì nó đã không, nó cũng không hết AG nhiều. Cái này cũng sẽ hết AG đấy. Là cái này cũng phải, ủa. Cái này mình tăng mắc đây 10 với 10 điểm nhỉ. Cái này lấy như là các bạn hết AG thì các bạn có thể tăng vào đây 10 điểm nữa để cho thành 20 điểm để nó hồi AG. Đấy, còn lại chỗ này là coi như xong. À đây thêm 10 điểm đây nữa này. Đây và thêm 20 điểm này. Để mình cũng đeo Dino này. Nếu như các bạn đánh STR, đánh SDK này thì bạn cũng quay vào đây 20 điểm này. Cái này mình cũng cho vào đây 20 điểm này. Đó. Cái này các bạn cũng cho vào đây 10 điểm này. Các bạn đi CC này, các bạn phang nhau với CC để 10 điểm hoặc là 20 điểm này. Đó. Ở bên đây bảng
bảng bảng A là xong rồi, bảng B là cũng xong rồi. Sang bảng C thì mình có tăng 10 này, tăng vũ khí một tay 10 này. Thực ra chỗ này nó lên làm tròn 32 thì lên làm tròn lên 40, làm tròn lên 40, nhưng mà bây giờ mới có hết điểm rồi. Đấy, cái gồng máu là các bạn tăng được mà không tăng được thì mình nghĩ là lấy cho mà STR thì không, SDK là không thì không cần tăng, nó không có hiệu quả nhiều cho lắm, nó không lên được bao nhiêu máu cho lắm. Đấy, mình tăng đây. Ở đây mình cũng chưa kịp tăng luôn. Đấy, nhưng mà hình như cũng hết điểm rồi. Nhưng mà mình xác định là con SDK này mình sẽ chuyển sang làm NE nha. EDK nha. EDK thì mình tẩy luôn để mình tẩy điểm luôn đi. Về Lorencia này. Về Lorencia để tẩy điểm con DK này. Đấy, được có 1B này. STR 13 vậy đi 13 là đi mấy viên ta, 1.300 là mà 6 viên, 62 7 viên, 1 2 3 4 5 6 7 viên. Chúng ta tẩy điểm này thì mỗi một viên là nó có tẩy đi 200 điểm. Đấy, nó sẽ mất STR, bởi vì sao cái này nó lại cộng hẳn 108, bởi vì là mình đang ở bảng A, mình đang ở bảng Master, mình đang cộng vào 10 điểm thì nó có thêm 80 điểm. Agi là 7, 60 là đi 8 viên. Agi đâu? 1, 2, 3, 4. 4 viên đấy chứ, 700 điểm mà. Đúng không? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tẩy điểm Master. Ui, 25. Đã có thi luôn. Mình sẽ mua bằng Amicoin. À, mình sẽ mua bằng GP. Mình sẽ tẩy điểm. Thì tẩy điểm nó sẽ tẩy hết cái bảng Master đi. Ok rồi, đã tẩy điểm xong, đã tẩy điểm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải có một cái khiên. Chúng ta sẽ cần phải có một cái khiên này. Con này có mặt khiên không? 117. Chín chín có dùng cho DK không? Có dùng cho DK. 99 99 STR thì con này là như nào? Hết rồi, hình như hết rồi. Thì chúng ta sẽ phải mua bút cho DK nữa. Nó ở đâu ta? Cái ngọc bút DK nó ở đâu ta? Ngoài này à? Đây đâu? Bây giờ mình sẽ cộng vào NE. Cộng vào Master trước đi. Cái này cộng 10 điểm. Cái này cộng 10 điểm hồi mana. Cái này hồi máu cũng tổng cộng 10 điểm. Cái này hồi AG thì cũng sẽ cộng 10 điểm.
Bây giờ không dùng nhưng sau này sẽ dùng. Cái này cũng sẽ cộng 10 điểm. Cái này sẽ cộng 10 điểm trước. Cái này cũng sẽ cộng 10 điểm. Cái này cũng sẽ cộng 10 điểm. STR cũng cộng 10 điểm. Chúng ta để chúng ta có điểm để mặc đồ rồi. Agi cũng 10 điểm. NE thì cũng 10 điểm thôi. Bởi vì lên 20 điểm nó cũng không được bao nhiêu. Điểm chưa? Đủ mặc đồ luôn. Hiện nay đủ mặc đồ luôn. Tức là mình không cần phải phải cộng điểm vào STR nữa. Thì mình ra mình mua một cái kit. Đó, thì bây giờ là sau khi đã xong rồi mình sẽ cộng vào NE. ADD NE 1868. Ok. Học cái này. Trong build là cái gì? Cái này cơ mà. Solid. Solid là cái gì ta? Solid là cái gì ta? Low. Đấy, học chưa? Đây nó đây. Thì giờ mình sẽ là 1 2 3 4. Nice. Đây, bắt đầu master. À ở đúng rồi, bắt đầu cái cộng để cho gồng ấy 10 điểm thôi. Cái này sẽ là 20 điểm. Cái này là tăng phòng thủ. Tăng được 45 điểm, mấy chưa? Làm tròn số luôn là 45 điểm, cũng tỉnh đòn vết đấy. Cái này cũng tăng tên 20 điểm luôn. 19 điểm trước. 20.98, 22.44. 24.01, thấy chưa? 24.01%. Đấy là cái này là cái gì? Cái này là tăng HP tối đa. Tăng HP cho toàn team. Đúng không ta? Mình chả biết có đúng là tăng HP không. Nó có một cái, nó có một cái nào đấy. Đấy, để cái này là cái chịu đòn. Tao nhảy phát luôn vậy. Chịu đòn đam 7%. Có này là tăng đam cho party. Tám mươi bốn là 90, tăng 90 đam cho party. Đấy. Đó là cộng thêm HP. D11 cộng vào mana. Cộng 11 tăng vào full agi. Cái này 10 thôi. Cái này tăng lên 20 điểm. Để tăng lên 1200 máu. Đây nó sẽ tăng 1200 máu. 1209. Cái này cũng tăng 10 điểm. Này thì mình cũng cứ tăng vũ khí một tay. Cũng là một tay. Cái này thì mình sẽ tăng vào gồng máu 20 điểm. Đấy. Cái này là mắc mana. Mình không hiểu là cái này là cái skin này sẽ khi mà gồng máu lên, gồng cái này lên thì nó sẽ tăng mắc mana cho toàn team hay là như nào thì mình cũng để ý. Cái này là mắc AG.
Rồi, sau đó là tăng vào trái tim này. Bởi vì lúc này con này sẽ là con chịu đòn. Con này sẽ là con chịu đòn, cho nên nó cần phải lên chịu đựng đam của nó. Đấy. Như này là xong rồi. Thì cái này cũng sẽ là thừa điểm, thì sẽ cộng lên 20. Lúc nào mà tăng, lúc nào mà bằng Master 4 mà thiếu điểm chỗ nào thì mình lại cộng tiếp. Đó, số dư còn lại thì mình sẽ cộng tiếp. Đấy là con DK. Vẫn lại ôn lại cái cũ này, Auto Party để cho đi theo này. Xong rồi cho đi theo này. Đấy. Chúng ta bây giờ chiếc setup vào Auto này. Đây. 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 3 thôi. Chia. Yeah. Đấy. Ấn chip 0 này. Xong rồi sang bên đây là con Darkwing này. Con Darkwing này thì mình cũng đang cộng điểm này. Bây giờ mình phải cộng mua Lightning, mua Blade để cộng xuống bên dưới này. Để cộng vào HP, để tăng HP của nó lên. Ở bên đây mình cũng đã cộng xong rồi. Đây mình cũng đã cộng xong rồi. Mình về Loren này. Con này là con Darkwing, là con thuần E này luôn. Cái này là chỗ này mình đang cộng 80 điểm, mình chưa tẩy. Mình tăng hơn 80 điểm mà chắc cũng chẳng cần tẩy đâu. Chẹp miệng kiểu vậy. Lightning này. Blade này. Học này. Còn thiếu 12 điểm nữa. Thế nhắn là vẫn phải tẩy điểm để mà để học à? Thật là phũ thế nhỉ? 12 điểm. Phũ phàng thế nhỉ? 4, 8, 12 điểm. 3 điểm. Rồi, bây giờ chúng ta ấn A lên thì chúng ta sẽ học được cái này 10 điểm. Sang Blade thì cũng 10 điểm, Blade, Blast gì đấy. Đấy, bắt đầu chúng ta HP tăng lên 11 điểm. Mana, mắc mana cũng 10 điểm. Mắc AG cũng 10 điểm. HP, mắc HP là 20 điểm. Đấy, con Darkwing này là xong rồi đấy. Kệ sư cha nó vậy. Tao để con E. Con E này thì các bác nhìn điểm. À đây, quay lại Darkwing thì đây. Darkwing thì mình cũng như này thì các bác nhìn thấy rồi đúng không? Thì các bác có thể lựa theo. À, Darkwing, NE thì nó cũng chỉ có như này. Quên nhầm, Darkwing, Agi thì nó cũng chỉ như này thôi. Chứ mình thấy chả có cái gì khác nữa. Này cũng thêm 10 điểm. Cái này cũng là 10 điểm. Trên này là cái cộng thêm 10 điểm nữa. Cộng thêm đét. À. Còn EE thì cái này 10 điểm này, máu 20 điểm. Tất cả những cái skin boost của nó đều là 20 điểm, mắc hết. Sau đó là AG, à đâu, mắc máu cũng là 10 điểm. Đấy, 10, à 20, 10. Cái này kiểu như vậy, mình chả biết nữa. Đó, thì ở bảng này cũng vậy thôi. Cái này cũng tăng 10 điểm để lên Master 4 thì nó sẽ bắt buộc phải cộng cái này, cho nên mình cộng như này thôi. Đấy. Yeah, là dư điểm, chả còn gì nữa. Bắt đầu sang con Zoom. Con Zoom thì mình đánh theo đường theo đường Aqua thả chó. Skin Aqua Beer, Aqua Boost thì thả chó, thả gấu gì đấy. Thì mình ở bảng A thì mình cũng là 20 điểm ở cái này. 10, 20, 10. 20 điểm thì cũng tốt, xong là 10. Đó. Xong đây là cũng 10. Cái này mình cũng cho lên 20 điểm. Để độ chính xác của nó tuyệt đối hơn. Xong là 10. Một trong hai cái này 10. Lightning 10 để học cái Aqua, cái skin root đó. Xong là phép thuật là 10. Cái giảm
Đây, giảm sức đánh của quái vật 20. Ở đây mà tử thần thì cái này là 10. Xong nó bắt đầu là giảm phòng thủ. Bởi vì là mình đánh theo đường gậy mà, cho nên là mình ở bảng C mình sẽ tăng theo gậy chứ mình không tăng sách. Đấy. Xong là 10, xong là 15. Hình như cái này phải tăng 20 thì mới bắt đầu mấy cái này tăng được 20 thì phải. Hình như vậy. Cái này 10. Cái này sẽ tăng lên đến 4, sẽ tăng đến 40. Cái này sẽ tăng lên đến 50. Cái này sẽ tăng 1 điểm ở đây nữa. Cái Excellent Dam với lại cái Crit với lại chí mạng này chắc là mình không tăng. Đó. Đấy, con Zoom là cũng xong, team cũng xong rồi. Thì ở cái Ubai này mình sẽ đánh từ 400 đến 500. Mình sẽ đánh từ 400 đến 500. Sau khi đến 500 chẳng hạn. Đến 500 mà mình cộng điểm. Mình cộng điểm ok con lành rồi, bắt đầu mình chuyển sang đánh Na, sang bãi Na. Sang map Na, đây map Na đây. Đấy. Mình sẽ chuyển sang Na. Na thì nó sẽ có rất là nhiều spot. Ngay đầu đây có một spot này, đúng không? Có người đánh rồi, thôi mình chuyển sang chỗ khác. Đấy đây này, đấy, chỗ này đã có người đánh đâu. Đấy, mình không gọi lấy những có người đánh rồi thì mình lại chuyển thôi. Quan trọng gì đâu đúng không? Đấy, thì mình đánh ở đây được cũng được 1 triệu điểm kìa. Mình đánh ở Na đến tầm ở độ 700 liver. Đến tầm 700 liver thì mình bỏ qua Fera luôn. Mình chuyển sang hẳn map Nicklech, Nixilech hoặc là OLD. Đấy. Nói chung là đánh đến 700 nó nhanh lắm. Đấy, các bạn nhìn đi, mình 789 này. Đấy, thì mình chuyển luôn sang hẳn OLD luôn. OLD Ketolum, Ketotum. Đấy. Mình chuyển sang đây xong là mình đi kiếm spot mình đánh thôi. Mình lấy ví dụ như bây giờ chẳng hạn, như mình lấy ví dụ là cả một team của mình đang là cái bóng tối đúng không? Cái bóng tối thì bây giờ cái bóng tối của nó yêu cầu là sẽ là phải cần đánh gió. Đây chúng ta nhìn sang bảng đây đúng không? Thì ở đây yêu cầu là đánh gió là cái dam của Eleven nó sẽ cộng lên 70. Khi mà đánh gió, Defend thì nó cũng cộng lên 70, tức là mình đánh quái thì nó sẽ cộng thêm 50 dam, mà quái đánh mình thì mình sẽ được cộng thêm 70 dam phòng thủ. Đấy. Đấy, thì mình đánh ở đây thì ở trong đây thì nó có rất là nhiều đồ EX800 nha. Đồ EX800 và set và những món đồ socket nha. Những món đồ socket ở đây thì nó sẽ có từ 1 socket, 2 socket đến 3 socket. Mắc là 3 socket. Còn sẽ có lúc vào 3 socket là cao nhất nha. Còn nếu như mà 4 đến 4 5 socket thì chúng ta phải lên Rakion. Đến map Rakion. Để đánh ra vũ khí socket và đồ socket. Đồ socket cũng từ 1 đến 5 socket nha. Còn ở OLD này chỉ có mỗi 3 socket là cao nhất và không ra vũ khí socket nha. Nó chỉ có đồ giáp, đồ quần áo socket thôi. Chứ không có ra vũ khí socket. Vũ khí socket thì chúng ta lên Rakion. Rakion thì nó cũng chỉ có ra những đồ socket bình thường như con MG, Dark Lord, EE, DK, IK, RW, Slay, RF. Còn cái mình chả hiểu sao cái vũ khí của con Gun ấy, con bắn súng ấy thì nó lại phải đánh con nhện. Celupan phải đánh con nhện thì nó mới ra. Đấy. Thì hiện tại bây giờ mình đang đánh ở đây là được 2.7 triệu một 2.7 triệu cho mỗi giây. Thì cái lượng HP cũng khá là ổn, khá là ok. Thì mình cũng phải nói là mình cũng quá là giật mình khi mà
Nó lên level nhanh quá thì mình nghĩ là lên level nhanh quá là do cái này. Mình nghĩ là lên level nhanh quá là do cái ô hết rồi. Cái BOL 200% ấy, cái BOL 200% ấy. Đấy chỉ là nhanh quá. Mình cũng giật mình luôn. Thì ở đây thì mình sẽ các bạn mình ở đây mình đứng mình đây thì mình đánh thì thứ nhất là cái lượng đam của quái vật nó vừa đủ. Đấy, đứng ở đây là ổn. Không cũng không bị PK. Đấy. Thế còn ví dụ bây giờ lên trên dép 1, mình có thể lên được dép 1 rồi. Đây đúng không? Lên dép 1 đây. Mình lên dép 1 thì thứ nhất là tỷ lệ bị tăng khá là cao. Đấy, cái thứ hai là lượng đam có thể là không đủ để đánh quái. Và lượng đam của quái nó lên mình cũng khá là cao, sợ con E nó bút không kịp. Nó sẽ củ vẹo. Nên là mình không có lên. Thì không có lên. Thì ở cái map này thì nó sẽ có cả con kỳ lân ấy. Cái con kỳ lân ấy. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang con DK để cho con DK nó nhặt con kỳ lân đấy. Thì mình sẽ kỳ lân là H-O-R-N Horn. Để mình nhặt con kỳ lân. Thì nó cũng chỉ có cứ như thế này thôi. Con MG, con cả cái team này của mình nó chưa có toa nha. Nếu như có toa thì nó sẽ khác. Toa 1 là các bạn sẽ có 50% EXP cộng thêm 50% EXP. Toa 2 các bạn sẽ có cộng thêm 100% EXP. Và toa 3 các bạn sẽ có cộng thêm 200% EXP. Nó khá là kinh khủng đấy các bạn nhìn đấy đúng không? Cái lượng EXP của mình khi mà sử dụng cái BOL ấy là nó kinh khủng đến mức nào đúng không? Ví dụ bây giờ mình đang được đến mình đang có cái BOL kia. Mình đang có cái BOL kia mà mình đang được 2.7 triệu. Thì nếu như bây giờ mình hết thì hiện tại bây giờ mình đang trong hòm đồ trong V là mình hết rồi. Và mình chỉ còn có 20 phút nữa thôi. Trong 20 phút nữa sau khi hết cái BOL này mình khả năng EXP của mình nó chỉ còn tầm ở 1.3 triệu. 1.3 triệu, 2.3 triệu thôi. Đấy thì cái lượng kinh nghiệm nó sẽ ít đi và lúc đó là cái lúc mà mà mình muốn nói đến cái vấn đề đó là cái vấn đề về đích. Là chúng ta sẽ chơi tà, chúng ta sẽ từ từ chúng ta về đích. Đấy, kiểu gì cũng về đích nhưng mà chúng ta sẽ từ từ hơn. Đúng không ạ? Thì cái từ nãy đến giờ cái mình nói là cái đó là cái vấn đề là của đây, ví dụ như là cái quần socket của ấy này. Quần socket của Darwin này, lúc ba sốc này, đấy. Harder lúc ba sốc. Đấy. Từ nãy giờ ấy thì mình từ ở phần 1 cho đến hiện tại bây giờ là phần số 2 là mình cũng đã nói đến cái vấn đề chỉ có xoay quanh cái vấn đề đó không tự kiếm và tự xin thôi đúng không? Đấy, như cái này chẳng hạn thì cậu có thể là trong quá trình cậu cày liver này thì cậu sẽ nhặt được BS like các thứ ngọc các thứ linh tinh. Đó thì cậu có thể là cầm cái đấy để cậu bán ra đáp đi coi. Sau đó từ đáp đi coi cậu mua cái gậy socket. Mình chỉ cần như cái bây giờ mình thấy giao bán gậy socket lúc 3 sốc nó chỉ rơi tầm khoảng độ 40 sốc thôi. À 40 đáp đi coi đến 50 đáp đi coi thôi. Một cái mà lúc mình nhìn thấy có ông giao mua hai cái socket lúc 3 sốc mà chỉ có mỗi 80 với 100. Đấy, thì mình cứ gọi là mua hai cái gậy socket thì nó hết 150 coin đúng không ạ? Và thêm 6 viên vũ khí nữa. 6 viên cho vũ khí, có một viên 10%, một viên 10%, một viên liver 20 à skin. Một viên 10%, một viên skin cộng 25 và một viên AG 400. Thì ba cái viên này nó rơi tầm khoảng độ 30 đáp đi coin một viên. Đây là giá đắt, mình nghĩ là giá đắt. Thế là 90. 3 viên đó là 90 với lại 3 viên kia 90 x 2 là 180 thì gọi là 180 đi. 180 với lại cái kia 100 đi là 280 đáp đi coi. 280 đáp đi coi cho một cặp vũ khí lúc 3 sốc đã add C1. Đấy, như các bạn nhìn đây này, chỉ cần C1 này mình cũng đã lên được OLD là cũng không chết rồi, team này là cũng không chết rồi. Đúng không ạ? Đấy thì đam chỉ có mỗi con MG đam chính và thêm một con sum nữa, có đam MG thêm một chút đam một con sum nữa. Thì ở đây thì mình sẽ nhặt cái khuyển xích quỷ cho con sum. Đó, để cho con sum nó đánh cho nó ổn định hơn thì mình có thể nhặt cái khuyển xích quỷ lúc 10% ấy, level 20. Đó.
để cho con sum nó nhặt, để cho con sum nó cầm nó đánh là cũng ok rồi. Đấy là cái, còn nếu như trong trường hợp, nếu như trong trường hợp mà các bạn BS, các bạn có nhặt không có, mình lấy ví dụ như ở trong team này hiện tại thì gần như không có BS luôn, bởi vì liver nó thấp quá, đánh ở những map thấp là nó không có đồ, à nó không có ngọc nó rơi. Thì trong trường hợp này chúng ta xử lý cái gì? Thì thôi thì các bạn cứ tà các bạn đánh thôi, không, bởi vì mình là hệ người chơi miễn phí mà đúng không? Mình là hệ người chơi là chơi vui vẻ, chơi không nạp tiền. Thì các bạn cứ tà các bạn đánh thôi, thì các bạn đến khi mà các bạn đánh, đến khi các bạn có được cái Goblin Pole này khá tiền đấy. Ôi mương khá tiền, đến lúc đó các bạn chuyển sang tích sang cái tích GP này. Rồi đó các bạn hãy tích sang cái dòng cái map cái lệnh cuối cùng thì các bạn mua cái Mastery Box này. Mình lấy ví dụ bây giờ mình mua box là 60 đúng không? 60k. À 60 GP đúng không? Sau đó mình lấy box này. Thì các bạn nhìn ở cái bên dưới là của mình nó chưa có một tí rút, chưa có một tí tiền rút nào. Các bạn nhìn ở bên dưới chưa có một tí tiền rút nào, thì bây giờ các bạn mở cái hộp này ra, các bạn sẽ có được trên 1000 rút. Mỗi lần mở hộp là các bạn sẽ được trên 1000 rút. Đấy. Cái tỷ lệ của nó sẽ là như thế. Để trên 1000 rút thì cái 1000 rút thì các bạn bảo 1000 rút thì chả giải quyết được vấn đề gì. Đúng, mình công nhận là 1000 rút chả giải quyết được vấn đề gì cả. Nhưng mà cái gì ở cuộc sống bây giờ nó cũng phải có cái nhưng mà. Nó cũng phải có từ nhưng. Những cái đó xảy ra rồi thì nó mới gì? Gọi là con 36 đúng không? Thì chúng ta cái 1000 rút này, cái 1000 rút này chúng ta chuyển sang server 11. Chúng ta chuyển sang server 11. Ok, chấp nhận cái này nó cũng còn có mười mấy phút rồi mà. Không sao cả. Mười mấy phút nhân 2 nhân EXP thì nó cũng chả vấn đề gì. 36 đúng không? Ây xài, nhầm rồi, con này con MG cơ mà. Hả? Đấy. Solomon. Đây, mình chuyển sang cho con MG. Đây, thì cái root này chúng ta chuyển sang server 11, và chúng ta mua cái này này, mua cái socket item này. Đấy, mua cái socket item này. Đấy, chúng ta mua. Nó chỉ có giá 1000 thôi đúng không? Thì các bạn ấn chuột phải để các bạn mở cái này ra. Nó sẽ ra bất kỳ từ 1 đến 3 viên. Từ 1 đến 3 viên thì cái viên này làm gì? Cái viên này là để add C. Cái viên này để nâng cấp C, để nâng cấp cái dòng level 1 kia. Ví dụ như bây giờ của mình đang là cái cộng cái C1 excellent 10% đúng không? Thì khi mà các bạn ghép hai viên C1 lại với nhau thì nó sẽ lên C2. Thì để muốn ghép được lên C2 thì chúng ta sẽ phải cần phải có cái này. Cái nguyên liệu của nó phải cần cái này. Thì các bạn cứ tích góp 1k, 2k, 3k, 5k, 10k root. Sau đó các bạn mua và các bạn mở cái này ra. Mở ra được bao nhiêu các bạn bán bấy nhiêu thôi. Các bạn bán cũng bán ra đám đi coi thôi. Cái này là SP HER E Irun. Ủa sao nó dài thế nhỉ? Đây, xem có ai bán không. Ui, rất nhiều luôn. 20 cái được 80 W coin. 20 cái được 80 W coin. 30 cái được 120. 30 cái được 120. Đấy, rẻ nhất đang là 30 cái được 120. Đó, đúng không? Hoặc là các bạn không cần bán, các bạn đổi. Ví dụ đổi 30 cái này lấy hai bộ si vũ khí là 3 món, là 3 cái, ví dụ như 3 cái như của mình chẳng hạn. Đấy, mình đang dùng những kiểu của này đấy, là các bạn có được rồi đúng không ạ? Nó cũng nhẹ nhàng chứ nó không ấy gì đâu. Thì ngoài cái vấn đề là các bạn cắm để các bạn xem vào mấy nhà, xem vào 4. Ngoài cái vấn đề các bạn cắm để có thời gian, để có cái thời gian để lên được cái điểm GP ấy, thì các bạn còn có thể đi CC. Đúng không ạ? Đến giờ CC các bạn đi CC. Ủa sao bọn này không được à?
Đó thì các bạn có thể đi CC để tối ưu để ví dụ bây giờ đi CC thì các bạn chỉ cần giết 8 con quái, chỉ cần giết 8 con quái là các bạn đã có một hộp rút rồi, một hộp rút đó mở ra thì các bạn có dao động từ từ 600 rút cho đến 1400. Từ 600 rút cho đến 1400 là cũng ổn rồi. Đấy, cứ như thế thì đó là cái cách mà các bạn kiếm 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 W coin, kiếm kiếm rút, sau đó là từ rút các bạn bán ra W coin. Đó thì đó là một cái sự lựa chọn cho các bạn như thế, hoặc các bạn kiếm 50k rút. Các bạn kiếm 50k rút. Đủ 50k rút xong thì đó các bạn bán rút đó lấy W coin thì cũng được 800 đến 1000 rồi. Đấy, 800 coin, 800 W coin đến 1000. Tùy theo giá trị thị trường, người nào cần thì người ta sẽ mua đắt, mà người nào không cần thì người ta sẽ mua rẻ. Người ta ép giá các bạn đến chết thì thôi. Làm sao để mua cái mức giá rẻ nhất thì thôi. Đó. Cuộc sống như thế. Mạnh được yếu thua thì chúng ta thông thảo thôi, bởi vì chúng ta chơi vui vẻ, chúng ta chơi tìm hiểu. Chúng ta chơi tìm hiểu về game cơ mà, chứ không phải là chơi để mà đầu tư đâu. Nếu như đầu tư thì nó lại là đầu tư, chứ lại là khác. Đúng không? Thì đó là cái cách mà và từ trước đến giờ mình vẫn hay chơi, mình vẫn chơi như thế. Đấy, như con DK này. Đấy, hoặc là như đây thì mình sẽ nhặt những set đồ này. Những cái set đồ 4% này, 4% giảm sát thương này. Mình sẽ nhặt những set đồ 4% giảm sát thương, sau đó mình gom đủ một set xong mình bán, mình mới bán được một set 250 coin, 250 W coin. Đó, ví dụ một set DD giảm sát thương đó thì mình bán được bằng đó. Thì đấy thì cũng nó cũng vậy, thì các bạn đấy, ví dụ như ví dụ như cái team này của mình đi. Ừ thì ok, coi như là con MG nó không có đồ, con MG nó không có cái gậy, không có cái gậy này, không có cặp gậy này, nó vẫn dùng cái gậy Legend kia. Thì cái hướng giải quyết nó sẽ như nào? Thì cái hướng giải quyết của các bạn là bây giờ mình đánh một ngày, mình lên được bằng này, thì các bạn đánh 2 ngày. Đánh 2 ngày chứ được các bạn đánh 3 ngày. Có đúng không ạ? Đó thì cái gì cũng vậy, cái gì nó có cái giá của nó. Các bạn không bỏ tiền đầu tư thì các bạn phải chấp nhận là các bạn chơi từ từ. Chơi từ từ hơn so với người ta. Chứ các bạn cứ bảo các bạn là được, các bạn không có đầu tư một tí nào cả, các bạn chơi miễn phí, nhưng mà các bạn thấy thằng top nó lên nhanh quá. Các bạn là ui rồi, đéo mẹ sao thằng top nó hack à? Nó làm cái đéo gì mà lên nhanh vậy? Thực ra các bạn đâu có biết là top người ta phải bỏ bao nhiêu tiền. Người ta bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu đầu tư vào đấy. Đúng không? Vừa mới đỗ top, vừa mới lên đến 215 level, người ta đã có win 2. Đúng không ạ? Cái win 2 đấy người ta là săn lùng, người ta mua win 2 lúc. Sau đó là cái win 2 lúc đó người ta lại quay lên tẩn, cộng 13, cộng 15. Đấy. Sau đó là vũ khí cũng vậy, vũ khí ngay từ đầu DK người ta đã có cái... Người ta đã có thể là dồn tiền về đất đồng để người ta mua gen. Xong rồi. Bà mẹ con mày đóng cửa lại. Người ta mua gen xong là cái gen đấy người ta lại đi quay mod để người ta tìm kiếm rồng, để người ta quay ra kiếm rồng, đúng không ạ? Đấy thì nó là như thế. Sao là người ta phải đầu tư tiền để người ta mua vé đi BC, đi Devin, để người ta kiếm rút, để người ta lên set rút, để người ta lên vũ khí rút, đúng không ạ? Thì cái gì nó có cái giá của nó. Sao là người ta ngồi, người ta trông máy 24/24, người ta một người người ta trông máy, hoặc là hai người, ba người ta trông máy, người ta săn, người trông máy 24/24. Nhưng mà đây các bạn đi làm, các bạn kiếm tiền. Xong các bạn lại còn bắt các bạn đi làm, các bạn kiếm được tiền, nhưng mà các bạn không muốn bỏ tiền vào game mà các bạn lại muốn bằng với người ta thì thôi, thuê một thằng IT ở đấy, xong bảo nó set up cho một cái game MU offline ấy. Đấy là các bạn tự chơi thì các bạn muốn như nào cũng được, đúng không? Chứ không thể là đây này, đấy DK Kim này, lên cộng 15 này, đấy là cái gậy này, Deali lên cộng 15 này, đấy Star đúng không, lên cộng 15 đấy. Đó thì top là người ta cũng như thế, người ta phải tối ưu hóa lượng đam, người tối hóa lượng đam nhanh nhất có thể, thế là người ta phải quay lên cộng 15, đúng không ạ? Đấy thì nó là như thế, đúng không? Thì đấy thì đó là cái mà mình đang nói là cái vấn đề, là chúng ta chơi free thì nó sẽ như thế nào. Đó, free nó sẽ như thế này đấy, free nó sẽ như này đấy. Đấy thì như bây giờ con EE đúng không, có cái áo đúng không, đây đúng không, cái áo này đúng không, thì bây giờ mình nhặt cái áo đúng không, đấy xem cái áo này, mắc like là like cũng được, bởi vì nó tăng máu đúng không? Thì chúng ta ví dụ bây giờ chúng ta là đang là
4.600 máu đúng không? Thì bây giờ nó là tăng lên hẳn 165 máu cơ mà đúng không? Thì nói lúc đấy chúng ta lại cộng thêm, lúc đấy chúng ta tự nhiên một đống máu vào đấy còn gì nữa. Đấy như con su mày này. Đấy cái chân này cái gì đây? Cái tay này 10% này, đấy. Thì bây giờ mình không có set Lucky 2 thì mình phải chấp nhận là mình nhặt cái đồ 800 rồi thôi. Bây giờ 389 rồi, tức là mình sắp được mặc rồi, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ mình sẽ như thế. Đấy, bây giờ mình như con su, bây giờ mình phải cần phải có cái quyển sách, đúng không? Quyển sách thì bây giờ mình không săn được, mình không có được sách, mình không săn được sách thì mình phải đi mua. Đi mua thì bây giờ như quyển này là 10%, level 20 là 100 W coin, thì bây giờ mình kiếm được W coin đây, mình kiếm đâu? Mình kiếm nó ra. Làm gì kiếm được ở đâu ra? Thì bây giờ mình phải chấp nhận không kiếm được đâu ra thì thôi. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi nhặt những món đồ này. Đấy, cho mình ghép lại thành một team, ghép lại thành một đám. Cố gắng nhặt đấy set DK, set DK lúc DD lúc giảm sát thương đấy. Sau đó là mình bán đi 200, hôm trước bán đi 250 thì bây giờ bán 240. Còn cứ tầm độ 2 ngày là giảm giá một lần. Cứ ném vào trong X shop đấy, ném vào trong shop đấy. Bán được cái ai mua thì mua, không ai mua thì thôi kệ, kiểu như vậy. Thì mình chơi tầng tạ thì mình chơi từ từ để mình cứ chấp nhận như thế thôi, đúng không ạ? Đấy, xong là mình cho một con nào đấy nhưng mà nhặt gen, như bây giờ team nó ok rồi thì mình cho con DK nhặt gen luôn, chuyển sang cho con DK nhặt gen luôn đấy, nhặt gen này, xong là nhặt gen đấy, cái gen đấy thì mình sẽ về Lorencia này. Các bạn nhìn lên map, các bạn nhìn lên góc tay trái, góc trên cùng bên trái của con MU32 nhá. Quay là lên này. Đấy kỳ lân đấy. Đấy kỳ lân này. Đấy em có kỳ lân em đi đấy. Thấy chưa? Đấy. Thì vào đây là vào mua cái chuối này. Ở đây chúng ta có hay gọi là chuối này. Đấy. Cứ 30 quả là một trong một chùm này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta xem chuối là giá bao nhiêu. Control shift lại để cho nó giảm. Giảm hệ thống lag đi. Con e này lại mất rồi. Ở đây chúng ta ấn P lên, chúng ta ấn Rune là quả chuối là cái gì ta? Đây à? Đúng không? Có đúng con chuối không? Đúng rồi. Đây là người ta bán 9 quả 25 W coin này. Đấy, ví dụ như ở đây mà có 4 phải kiếm ông nào 5 cơ. Đấy, ví dụ đây là 150 chuối này, 150 chuối là hết 350 coin này, tức là đi 150. 5 đi. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 300 chia 5 được đi 60 đấy, 60. 60 cho 30 quả, 60 cho 30 quả thì bây giờ mình bán 50 thôi. Tức là cái chỗ này chỉ cần 250 thôi. Đấy, đúng không? Đấy, có nó cứ như thế vậy. Đây còn rẻ hơn này. Ở đây 4 cái 150. Đây có 150 này. Đấy 150 chia cho 5 là được 30. 30 vậy là tính ra là có 1 W coin cho 1 quả chuối. Cho 1 quả chuối. Thì bây giờ người ta bán 150 thì bây giờ mình bán 140. Bởi vì mình không có tiền. Mình không có tiền cho nên mình phá giá. Nhưng mà đừng phá giá sâu quá. Ví dụ người ta bán 150 thì bây giờ mình nhà bán 140 hoặc là 100. Hoặc là 145 ấy. Kiểu như vậy. Đấy. Thì chỉ cần nó... tâm lý của những cái thằng nó đây là 149 này. Đấy. Thì bây giờ mình 149 vẫn không bán được thì mình bán 148, đây là 148 này. 148 bây giờ vẫn không bán được thì mình bán 147. 140 này. Đấy, 140 cũng không bán được thì bây giờ bán 139, 135. Đấy, kiểu như vậy, đó là những cách kiếm đáp đi coin để chúng ta có thể mua đồ. Để chúng ta có thể mua, hoặc ví dụ như mình chơi nhiều rồi mình sẽ biết. Thì mình sẽ biết cái món này nó trị giá phải bằng này cơ. Cái món đồ đấy nó phải trị giá bằng này. Nhưng mà người ta lại chỉ bán bằng này. Mình lấy ví dụ như là bây giờ cái earring. Cái earring là cái khuyên tai. Không cần earring. Bây giờ cái pen này thôi. Cái pen này thôi bây giờ. Cái lúc trước ấy. Ở thời điểm bây giờ mình lấy ví dụ như có người bán. Nó trị giá tầm một độ 50 W coin. 50 W coin. Mình ví dụ như thế. Nó trị giá chính thức ở thời điểm hiện tại là 50 W coin. Nhưng mà người ta không biết giá, với lại người ta quay mod nó nhiều, nó chật quá, nó chật hòm.
Nếu người ta muốn bán đi, người ta bán mẹ nó 20 Dogecoin. Ừ, bảo ví dụ như mình đang có 20 Dogecoin rồi thì mình mua đúng không? Mua xong mình lại đi treo shop mình bán với giá 50. Thì lúc đó những người cần người ta sẽ mua cái giá trung bình là hiện tại, giá hiện tại đang là giá 50 thì người ta sẽ mua. Tức là tự nhiên mình lãi được 30 đúng không? Đấy, thì cái này là cái này nó gọi là buôn bán, nó gọi là kinh doanh, mua đi bán lại. Thì cái này nó phải hiểu về game một chút. Và gần như là theo kiểu là tự định giá được thời điểm nào là cái món đồ nào nó giá bằng nào, nó ướm chừng giá bằng nào. Đấy, đúng không ạ? Để mình mua cho nó dễ dàng hơn. Đấy, kiểu như vậy thì nó là cái buôn đồ như thế. Thì hôm nay ở cái server này, ở cái phần 2 này thì mình nghĩ là lấy như mà bây giờ mình làm video theo kiểu từng giai đoạn một, từng giai đoạn level một thì nó có vẻ nó sẽ khó. Bởi vì bây giờ nó lên level nhanh quá rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà từ bây giờ trở đi nó lại chậm, level nó lại chậm đi. Đấy, level lại chậm đi. Bởi vì nó chức lại, bởi vì mình hết cái BOL 200% rồi. Đó thì nó sẽ chậm đi. Thì là mỏi mồm quá. Vừa mỏi mồm vừa khát nước. Cũng chưa có quảng cáo luôn nữa. Mình xin một phút quảng cáo thì mình có bán LC. LC thì sẽ là LC ở trên web, ở trên tài khoản của các bạn, nhưng mà nó ở trên web. Thì cái LC này các bạn sẽ chuyển được qua các server khác nhau. Ví dụ là cái LC có thể chuyển về server Vục Hưng, server Sức Mạnh hoặc server Tình Yêu. Đó, thì mình bán LC với giá là 1,65. Tức là các bạn mua của mình 100.000 thì mình sẽ chuyển cho các bạn 1.650 LC. Đó, thì còn giá Dogecoin hiện tại ở server nó trung bình là tầm khoảng độ 100.000 ăn 1.700. Nhưng mà cái Dogecoin đó các bạn chỉ dùng ở cho server chính server đó. Mình lấy ví dụ như các bạn đang chơi ở server Vục Hưng đúng không? Và các bạn muốn mua thẳng Dogecoin thì các bạn sẽ chỉ dùng được ở Dogecoin ở server Vục Hưng đấy thôi. Nhưng ví dụ như bây giờ các bạn cũng vẫn chơi Vục Hưng, nhưng mà các bạn lại mình các bạn chưa định hình được là mình lên chơi ở server Vục Hưng hay là mình lên chơi ở server Sức Mạnh. Đó thì các bạn lấy như các bạn bảo là server Vục Hưng là server mới đấy. Mình mới vào chơi thử đấy, thì mình vào chơi thử xem như nào. Ok được hay không thì lúc đó các bạn cũng mua 100.000 nhưng mà các bạn mua bằng LC và các bạn chỉ có chuyển 600 LC, 600 Dogecoin thôi. Sau chuyển 600 LC vào trong server Vục Hưng là sẽ thành 600 Dogecoin để các bạn mua set Lucky 2. Thì nó lấy như các bạn cảm thấy các bạn nó server Vục Hưng nó không được hay cho lắm thì thôi bỏ. Thì lúc đó các bạn chỉ mất có 600 LC thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như các bạn chuyển hết nhưng mà các bạn mua bằng Dogecoin thì lúc đó các bạn lại phải đi giao bán cái số Dogecoin còn lại đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ lằng nhằng mất công cho các bạn và các bạn bị ép giá nữa, bởi vì các bạn mua mất 600 Dogecoin rồi, tức là các bạn chỉ còn có mỗi 1.100 thôi. 1.100 thì người ta sẽ bị ép giá xuống còn đi tầm 50.000. Đó, tự nhiên này các bạn lỗ mất hơn 20.000, 10.000, 15.000 đúng không ạ? Kiểu như vậy, kiểu mình đang lấy ví dụ kiểu như vậy. Cho nên là mua bằng LC thì nó sẽ có một lợi thế. Lợi thế là như thế. Còn giá LC bây giờ, giá thị trường LC bây giờ mình cũng thấy có rất nhiều người bán với giá rate là 1,65. Đó, thì các bạn có thể mua người ta hay các bạn hoặc có thể các bạn mua của mình, chứ không phải nhất định các bạn cần phải mua của mình. Nhưng mà nếu như các bạn tin tưởng và các bạn ủng hộ thì các bạn cũng mua của mình tốt hơn. Đấy, chứ không thì có nhiều người lại bảo là mình lùa gà. Đấy, lùa gà là gì? Lùa gà như thế nào? Như thế nào gọi lùa gà? Thì ở video sau, khả năng video sau mình sẽ giải thích. Và ở video sau mình cũng sẽ nói đến cái vấn đề là ở cái mức đầu tư từ 500 đến 1 triệu thì chúng ta sẽ có gì và chúng ta sẽ được gì. Đúng không ạ? Đó, thì lúc đó mình sẽ nói chuyện tiếp vào cái vấn đề ở phần sau. Còn ở bây giờ phần số 2 thì mình tạm thời mình kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay, các bạn có thể like cũng subscribe kênh để đón xem những video mới của mình. Mình là Bia Nam Cao một cốc. Còn nếu các bạn ủng hộ thì các bạn có thể ủng hộ cho mình qua hai cách. Đó là mua LC của mình. Thì mua LC các bạn có thể liên hệ với số 0949258586 hoặc là trên Facebook của mình là Phạm Biên. Các bạn có thể inbox để lo cụ thể hơn. Phương án ủng hộ thứ hai cho mình nữa đó là mình có để cái số tài khoản bank của mình là chính là cái số điện thoại của mình luôn là 0949258586 ở ngân hàng MB Bank. Các bạn có thể ủng hộ cho mình 10.000 ăn xôi, 20.000 ăn bắt bún cá, hoặc là 30.000 ăn bắt phở bò, hoặc là 35.000 ăn bắt bún bò Huế, đúng không ạ? Đó rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Bia 5K một cốc, hân hạnh tài trợ video này.